việc chúng ta chiêm nghiệm những gì trong trading và đem ra sử dụng cho cuộc sống thực tế là điều cực kỳ đúng. Ngược lại, những gì chúng ta có được ở trong cuộc sống này từ tư duy, tâm lý, nguyên tắc sống và đem lại vào trading là điều cực kỳ bổ ích. Nguyên tắc thứ nhất, không được cái này thì được cái kia. Chúng ta nên nhớ rằng khi làm bất cứ một việc gì, bạn không đạt được thứ bạn mong muốn, nhưng chắc chắn là bạn sẽ đạt được những thứ giúp cho bạn thực hiện được mong muốn đó. Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức, không được kiến thức thì được kinh nghiệm, mà không được kinh nghiệm thì được trải nghiệm. Và khi kiếm được những thứ trên rồi thì không sợ không kiếm được tiền nữa. Nguyên tắc thứ hai, không có nghề gì là dễ kiếm tiền cả. Nghề nào cũng có cái khổ riêng, từ giảng viên, bác sĩ, cảnh sát, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp. Trader cũng vậy, từ canh chạt, phân tích thị trường liên tục, chấp nhận rủi ro thua lỗ, thậm chí là mất tiền. Nó chỉ dễ dàng khi chúng ta bỏ thời gian đủ nhiều để master được cái nghề đó. Nguyên tắc thứ ba, luôn mơ hồ vì nghĩ nhiều nhưng lại làm ít. Điều này tuyệt đối đúng với các trader mới. Họ nghĩ quá nhiều về những thành quả đạt được sau khi chơi như xe hơi, biệt thự, du thuyền, tự do tài chính hay ít nhất là nghỉ công việc hiện tại. Tuy nhiên, sau khi chơi một thời gian, họ không cảm thấy như vậy nữa. Thay vào đó, họ nghĩ đến sự khốc liệt của thị trường, về những thua lỗ mà họ đã phải chịu, về sự sợ hãi và ám ảnh mỗi khi thị trường đi ngược với quan điểm của họ. Và những thứ đó khiến cho họ cảm thấy mơ hồ, mông lung và lạc lối. Rốt cuộc là chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là từ bỏ trading để tìm kiếm một công việc khác. Hai là vẫn đi trên con đường đó nhưng tiếp tục bị lạc lối. Chỉ cho đến khi họ bắt đầu chịu phấn đấu học hỏi để tìm ra phương pháp, rèn luyện tâm lý cũng như là kỹ năng quản lý vốn, thì lúc đó mọi sự mơ hồ dần dần biến mất. Bớt suy nghĩ cho sự thua lỗ và sự thành công sẽ giúp cho bạn tập trung hơn vào sự phấn đấu. Nguyên tắc thứ tư, không đổ tại. Trong cuộc sống, không ít người có thói quen đổ tại. Thị trường là một hệ sinh thái bao gồm rất nhiều thành phần tham gia và trong đó có một thành phần được gọi là tạo lập thị trường. Họ tồn tại để tạo ra thanh khoản cho thị trường, khiến giá biến động lên xuống và kích thích trader đổ tiền vào thị trường. Nếu không có họ, thị trường có thể sẽ đi ngang và chúng ta chẳng có gì để kiếm ăn cả. Thay vì đổ tại, chúng ta nên học cách nhận biết hành động của họ, hiểu rõ cơ chế hoạt động của họ và đi theo họ. Đó là chìa khóa duy nhất để trader mở được cánh cửa thành công. Cuối cùng, thế giới trading cũng giống hệt như thế giới thực mà chúng ta đang sống vậy. Thị trường chính là một thế giới thu nhỏ, trong đó có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, những hành vi thông thường cũng như bất thường của con người. Và dĩ nhiên, nó vận hành như cái cách mà cuộc sống của chúng ta vẫn đang diễn ra.